Nóng bắt giam giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và cựu chủ tịch thành phố Từ Sơn Bắc Ninh. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2012-2015. Ngày 21 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 4, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can, gồm Nguyễn Văn Quỹ, sinh năm 1963, cựu chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nguyễn Xuân Thanh sinh năm 1977, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự năm 2016. Trước đó ngày 21 tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 80 thông báo về việc miễn trừ thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Xuân Thanh. Nguyễn Văn Hải sinh năm 1958 bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Mầu Quang Thắng sinh năm 1963 bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự. Đối với Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1965, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành các quyền quyết định lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyển sang tin tiếp theo, người đàn ông vào tiệm vàng ép chủ tiệm mua cục đất. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 22 tháng 7, một nam thanh niên do một người đàn ông chở bằng xe máy đến trước một tiệm vàng ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, rồi đậu trước cửa tiệm vàng. Khi xe dừng lại, nam thanh niên đi vào tiệm vàng và cho rằng muốn bán vàng, đồng thời đưa tay vào túi quần. Sau ít phút, thanh niên này lấy từ trong túi quần một bao ni lông, bên trong chứa một cục đất sình và yêu cầu chủ tiệm phải mua. Khi chủ tiệm khẳng định đây là đất sình thì thanh niên này cho rằng đây là vàng, là vàng thì tiệm vàng phải mua và yêu cầu chủ tiệm phải đưa cục đất sình vào máy đo để thử tuổi vàng. Do thấy thanh niên có biểu hiện run rẩy, nói năng lảm nhảm, liên tục đứng xoay vòng tròn nên người dân ở xung quanh trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành nhanh chóng tiếp cận hiện trường, mời thanh niên này về trụ sở công an để lập biên bản xử lý vụ việc. Còn người đàn ông điều khiển xe máy chở thanh niên này cho biết ông chỉ là người đi đường và được thanh niên này xin đi nhờ để đón xe về thành phố Hồ Chí Minh nuôi vợ bị bệnh. Lúc đi nhờ xe, thanh niên này có mang theo một ba lô trên người. Tin tiếp theo, Bộ Chính trị kỷ luật hai nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số cơ quan đơn vị và lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức cá nhân, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021. Cảnh báo Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng đoàn, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh báo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 khai trừ đảng ông Nguyễn Trí Hiến, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Tấn Việt trong thời gian giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Trí Hiến trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng đấu giá đất của tỉnh để xảy ra vụ án hình sự, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và ký nhiều văn bản vi phạm quy định của pháp luật. Những vi phạm khuyết điểm của các cơ quan trên cũng như cá nhân hai ông Huỳnh Tấn Việt, Nguyễn Trí Hiến gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, giảm sút uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam sẽ hầu tòa trong 20 ngày tại Hà Nội. Theo quyết định do thẩm phán Vũ Quang Huy ban hành, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương vào ngày 15 tháng 8 tới. Trong vụ, ông Nam và 21 bị cáo chịu truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Có 3 người bị truy tố về tội tham mô tài sản gồm Võ Hồng Cường, chủ tịch công ty Hưng Vượng, Nguyễn Thục Anh, con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Đình Như Ý, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Triển. Ba bị cáo còn lại bị truy tố về cả hai tội trên, bao gồm Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ, lần lượt là cựu chủ tịch và tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Bình Dương, Huỳnh Thanh Hải, cựu phó tổng giám đốc doanh nghiệp này. Ngoài hai tám bị cáo, những người có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập gồm tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, văn phòng tỉnh ủy Bình Dương, cục thuế và các sở tài nguyên môi trường, tài chính Bình Dương, công ty Kim Oanh, bà Đặng Thị Kim Oanh. Phi tòa dự kiến kéo dài 20 ngày giữ quyền thực hành công tố và kiểm sát xét xử là 4 cán bộ thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Phía ngược lại có gần 60 luật sư bảo chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ người liên quan. Trong đó cựu bí thư Trần Văn Nam có 5 luật sư bảo chữa, còn Nguyễn Văn Minh có 8 luật sư. Bán rẻ đất công, theo cáo trạng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương do trần văn minh làm chủ là doanh nghiệp trực thuộc nhà nước ngoài ra minh và người thân còn lại lập các công ty sân sau gồm tân thành công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công ty đầu tư xây dựng tân phú Sai phạm đầu tiên bắt đầu từ năm 2011, công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương xin được giao hai mảnh đất tại khu Liên Hợp Tỉnh, gồm 43 hecta đất khu dân cư Tân Phú và 145 hecta để xây sân gôn nghỉ dưỡng. Sau đó hồ sơ đến cơ quan thuế và bị cáo Lê Văn Trang, nguyên cục trưởng cục thuế cùng thuộc cấp xã, đề xuất đơn giá gần 5 000 đồng một mét vuông theo quy định năm 2006 việc kiểm sát cho rằng nhóm bị cáo tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Trong đó ông Trần Văn Nam bị cáo buộc biết sai nhưng vẫn giao đất. Hành vi này gây thiệt hại 761 tỷ. Sai phạm tiếp theo xảy ra từ 2015 khi công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương bắt đầu phải cổ phần hóa. Tỉnh ủy ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43 hectare nói trên về công ty Imco, ban đầu là công ty con, Khu đất 145 ha dự kiến xây dân gôn được yêu cầu phải giữ lại sau khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, các bị can trong vụ làm ngược lại với động cơ chiếm đoạt hưởng lợi từ các khu đất. Tại khu 43 ha, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang để góp vốn liên doanh tại công ty Tân Phú. Cụ thể, công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương góp 60 tỷ vào Tân Phú, tương ứng 30% cổ phần, công ty Âu Lạc của Dương góp 70% còn lại. Sau đó Nguyễn Văn Minh bán khu đất này cho công ty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tiếp đến, công ty sản xuất xuất nhập khẩu cũng bán nốt 30% cổ phần còn lại tại Tân Phú cho công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ. Như vậy, công ty Âu Lạc của Dương thâu tóm 43 hecta đất nhà nước với chi phí 411 tỷ. Tài sản này sau đó được bán cho công ty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh, sinh năm 1970 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan tố tụng cáo buộc giá trị khu 43 hecta tại thời điểm khởi tố năm 2019 là 1.335 tỷ đồng nên các bị can gây thiệt hại 948 tỷ đồng. 1.335 tỷ trừ 411 tỷ Âu Lạc đã trả. Tại khu 145 hecta, vị kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Minh và con gái Nguyễn Thục Anh cũng tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh góp vốn. Tình ủy yêu cầu khu đất phải để lại công ty sản xuất xuất nhập khẩu sử dụng sau khi cổ phần hóa nhưng Minh đưa cả 145 hecta và danh mục tài sản chờ thanh lý để không xác định giá trị quyền sử dụng đất. Khu đất sau đó được góp vốn vào công ty Tân Thành rồi qua lại giữa các doanh nghiệp sân sau của Trần Văn Minh. Kết quả công ty sản xuất xuất nhập khẩu chỉ thu về 442 tỷ đồng, trong khi giá trị thực là 4.472 tỷ đồng. Như vậy các bị cáo gây thiệt hại 4.030 tỷ. Tham ô hàng trăm tỷ đồng với hành vi tham mô tài sản, cơ quan tố tụng cáo buộc sau khi không đưa 145 ha và giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương sang tên công ty Tân Thành. Như vậy, công ty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng hơn 16.000 đồng một cổ phần, và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, nên Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá 105.000 đồng một cổ phần. Qua đây, Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước. Trong vụ án, cựu bí thư Trần Văn Nam bị cáo buộc vi phạm luật về đất đai doanh nghiệp cùng các văn bản liên quan trong việc cho công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương nhận đất nhà nước rồi chuyển cho tư nhân. Ông Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả đặc biệt lớn tài sản của nhà nước. Chuyển sang tin tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và cuộc vụ nữ tiktoker thả dáng trên băng truyền chờ hành lý ở sân bay. Nữ hành khách gây bão mạng xã hội vì thản nhiên ngồi lên băng truyền hành lý tại sân bay đã được xác định sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc. Nhà chức trách hàng không đã yêu cầu ra soát camera an ninh tại nhà ga nội địa Tân Sơn Nhất và ghi nhận khách hàng này là HTTK. Nữ hành khách K ngồi ghế 5D di chuyển chuyến bay QH1044 của Bamboo Airways từ Côn Đảo về thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 7. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, cô gái cố tình trèo lên băng truyền hành lý tại sân bay và vô tư tạo dáng trong lúc một người khác quay clip. Hôm ngày 21 tháng 7, tài khoản TikTok có tên HKT có 57.000 người theo dõi đã đăng đoạn clip quay cảnh mình đang ngồi trên băng truyền hành lý kèm tiêu đề Bất kệ đời, lạc trôi. Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến chỉ trích hành vi của nữ TikToker. Sau đó, chủ tài khoản đã gỡ đoạn clip khỏi kênh TikTok. Lãnh đạo cục hàng không khẳng định hành vi của nữ hành khách là rất phản cảm, đồng thời có thể gây nguy hiểm, mất an toàn cho chính mình. Phòng quản lý cảng hàng không của cục hàng không đang tiếp tục làm rõ hành vi của nữ hành khách. Theo nhà chức trách, trường hợp đủ căn cứ, hành vi có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không, sân bay và người vi phạm có thể bị xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Chuyển sang tin tiếp theo, đang chờ thi hành án tù, nữ quái ở Hà Nam tranh thủ lừa tiền chạy án. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi, chú thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 18 tháng 7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nam nhận được tin báo của anh LVT, chú ở thị trấn Tân Thanh, về việc bị đối tượng lừa tiền để chạy án. Qua điều tra xác minh, lực lượng công an đã làm rõ bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hương chính là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã khoe với anh T mình có quan hệ với một số người có thẩm quyền có thể đứng ra nhận chạy án cho người nhà anh T. Với thủ đoạn trên, Hương đã lừa đảo chiếm đoạt 725 triệu đồng của anh T. Đáng chú ý trước đó ngày 8 tháng 7, Hương bị tòa nhân dân huyện Thanh Liêm tuyên phạt 4 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đang trong thời gian chờ thi hành án, Hương tiếp tục phạm tội. Chuyển sang tin tiếp theo, bắt 4 thanh niên đi từ Đồng Nai xuống thành phố Vũng Tàu trộm nhiều xe máy. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, công an thành phố Vũng Tàu, bà rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ Chu Quốc Minh 20 tuổi, Nguyễn Thanh Thế 22 tuổi, Trần Hoàng Anh Vương 21 tuổi và Đoàn Phú Quốc 24 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai để điều tra làm rõ về việc các nghi can trộm hàng loạt xe máy trên địa bàn thành phố. Theo thông tin ban đầu, nhóm của Minh đã cùng nhau bàn bạc trộm cắp tài sản, sau đó đem các dụng cụ bẻ khóa, bình xịt hơi cay, chở nhau bằng xe máy xuống thành phố Vũng Tàu. Nhóm của Minh chạy trên nhiều tuyến đường, phát hiện các xe máy để sơ hở, không có người trông coi nên dùng dụng cụ bẻ khóa lấy trộm. Gần đây nhất, ngày 14 tháng 7, nhóm của Minh đi trên hai xe máy chạy trên đường Ba Cù, phường 4, thành phố Vũng Tàu, phát hiện xe máy biển số 72C2-46733, không có người trông coi. Nhóm Minh dừng lại cảnh giới cho thế tiếp cận, dùng đoàn bẻ khóa trộm xe máy rồi nhanh chân tẩu thoát. Với thủ đoạn trên, nhóm của Minh thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác trước đó cũng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu rồi đưa về Bình Dương tiêu thụ. Ngày 21 tháng 7, khi nhóm Minh chạy xe máy trên các tuyến đường ở thành phố Vũng Tàu tìm tài sản để trộm thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tàng vật công an thu giữ trên người của nhóm Minh gồm nhiều dụng cụ phá khóa để trộm xe máy, hai bình xịt hơi cay.